mời tay rộng. Bây giờ xe nào mà chạm được máy múc thì xe nó thắng nhá. Từ từ nào. Lại đi. À đua đi, đua đi, đua đi, đua đi. Một không. Rồi, có lại lần hai nào. Ta đi tìm Thanh Huyền thôi. Thanh Huyền đâu nhỉ? Huyền đâu không thấy à? Tìm Thanh Huyền xem Thanh Huyền đâu nào. Trốn ba đâu mà không thấy, ba đi tìm. Có đồ chơi lại giấu ba rồi. Đâu rồi? Rậm rạp quá, không nhìn thấy vào cánh rừng này, không nhìn thấy Thanh Huyền. Wow. Ai đang ngồi vàng vàng đây? À, đôi dép loại đây. À, anh Huyền à, nhà này có cái gì đấy? Anh ngồi ở đây con cười. Tốn bà đây à? Con có đồ chơi gì đấy? Bà nói con cười. Con cười áo à? Con có xe leo núi và xe lộn nhà. À, xe nhào lộn à? Xe này xe nhào lộn à? Còn đây là xe leo núi. À, xe leo núi có hai đồ chơi mới à? Ừ. Rồi chúng ta cùng đi chơi cho các bạn xem nhá. Vâng. Nào, cùng bắt đầu đi. Đi thôi, ta đi thôi, đi. Chơi nhá. Xem mọi người chơi nha. Cho hai xe các bạn ạ. Hai xe đảo nhá.
đây nhá. Đây là đường đi đây. Đang chưa? Đang có một cái đường. Đây là cái hố sâu. Và bạn nào đến được đích trước thì bạn đã chiến thắng nhá. Cảm ơn máy múc giỏi quá. Bây giờ chúng ta sẽ cho hai xe này đua nhá. Đây là đường đua của hai xe. Đấy, các bạn thấy chưa? Và đích là cái hốc này. Đích là hốc, ai là lên đường là thắng. Lên chỗ xe máy múc thì máy múc sẽ người sẽ được cái máy múc này luôn. Bạn nào về sau không được máy múc đâu. Rồi bắt đầu. Nhìn chọn xe nào? Chọn xe này. Xe vàng hả? Thế ba chọn xe xanh. Từ từ. Ba đã bắt đầu đâu? Đây. Bắt đầu nào. Mình cố gắng nào. Đâu rồi? Chạy chờ ba chứ, còn lúc chứ. Lại lấy đi. Nào, tắt đi để bật lúc nào. Để ngay đây. Nào bật. Lấy xe kia đi. Cái này cố lên. Chiến thắng. Lấy xe cố lên. Bạn thắng một xe rồi nha. Xe con thắng thắng rồi đấy. Cố lên. Tí nữa thôi. Cố lên. Xe bà lộn mất rồi. Ê, xe con chạy quay lại rồi. Tìm đường lên, tìm đường lên. Anh kia cố lên, cố lên. Đừng có đụng lên thế nữa. Hai xe cố lên nào. Cố lên nào, vớt vớt cho nó đi nào. Vớt cho nó đi nào. Vớt là đúng rồi, xe bà ngã lắm. Lên cao quá. Rồi. Bây giờ cái dốc này đang cao quá các bạn ạ. Chúng ta phải làm gì bạn Huyền nhỉ? Múc bớt đi cho các xe đua tí. Cao lên. Thôi đừng cào, nó gạt lấy cái kia gạt xuống. Rồi. Tắt xuống rồi xe lên. Rồi, nó lưu cho nó, lưu cho nó đi cho xuống đi. Rồi lưu rồi dọc dọc cho nó không bị xe lầy. Nhận nhận xuống. Bên đây nữa. Được chưa? Rồi, giờ lại kia, cho xe này kia đi. Tiếp tục chúng ta đua nhá. Bạn nào lên được trước đây thì bạn chiến thắng nhá. Lên được đây thì cho máy múc nhá. Đâu rồi? Hai xe đâu? Bắt đầu. Rồi. Xe con lên trước à? Xe con lên trước là một đê. Rồi, nó quay cái dốc. Bây giờ xe nào mà chạm được máy múc thì xe nó thắng nhá. Từ từ nào. Lại đây. Thật là tỷ số một đều các bạn ạ. Rồi cuối cùng sau một thời gian đua thì bây giờ
hai xe là tỷ số 1 đều các bạn ạ. Ở nha, hôm nay là chơi ném rồi nha. Nên tôi nghỉ nha. Chào các bạn. Chị yêu ghen. À chị bảo các bạn là các bạn theo dõi ở đâu vậy? Kênh ở đâu?